máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 của Nga chơi vai trò quan trọng trong chiến dịch bắn hạ 24 máy bay chiến đấu của Ukraine. Hệ thống phòng không tầm xa S-400 hoặc S-300 có thể đã được sử dụng cùng với Beriev A-50 để đảm bảo hiệu suất cao trong việc phá hủy máy bay Ukraine. A-50 có khả năng phát hiện máy bay đối phương từ các sân bay quân sự bí mật hoặc sân bay đóng cửa của Ukraine. Hệ thống tên lửa S-300 có tầm bắn rất lớn, lên đến 400 km và có thể hoạt động hiệu quả với sự hỗ trợ của máy bay A-50. Điều này đã giúp Nga bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày và thay đổi chiến thuật phòng không. Sử dụng máy bay A-50 cùng với hệ thống tên lửa phòng không cho phép Nga giải quyết vấn đề phát hiện và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao. Việc này đặt ra câu hỏi liệu Ukraine cần máy bay F-16 khi chúng có thể đối mặt với số phận tương tự như Su-27 và MiG-29 của họ. Bình luận này được đưa ra sau khi Nga bắn hạ 24 máy bay Ukraine trong 5 ngày.